xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh holic audio trong video này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả tây từ tự hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé Chương 27. Chương 27, vòng chung kết. Cuối cùng, Trôn Tuyết đánh bài thắng kiên quyết từ chối lời mời, đừng xa nhau đêm nay của Thẩm Nhất Cùng. Thái độ lạnh nhạt và vẻ mặt chán ghét của nó khiến người ta tự hỏi vì sao một con thú lại có biểu cảm sinh động đến mức này. Hôm nay Lâm Trục Thủy không đến đây ăn tối, Chu Gia Ngư bèn kể lại những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Lâm cho Thẩm Nhất Cùng nghe thẩm nhất cùng đang ăn ba chỉ heo sốt tỏi cay chu gia ngư nấu. Kỹ thuật dùng dao của chu gia ngư phải nói là quá đỉnh. Thịt heo ba phần mỡ bảy phần nạc được cắt thành từng miếng mỏng, thấm đẫm nước sốt, đậm đà mà không ngán, ăn kèm với dưa leo thái sợi rất ngon miệng. Thẩm nhất cùng lào bảo, tôi còn chưa đến đấy bao giờ. Chu gia ngư ngạc nhiên, cậu chưa đến nhà họ lâm ư. Thẩm nhất cùng, thực lực của tôi hãy còn kém lắm phải đến lúc thích hợp mới được tiên sinh dẫn đi. Trong bốn người chúng tôi, chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh là có diễm phúc ấy. Chu Gia Ngư, ô. Cả bọn lại bàn về vấn đề thi đấu, thẩm mộ tứ cũng thuật lại cho Chu Gia Ngư những chuyện anh gặp phải khi vào vòng chung kết. Bọn tôi phải du rú trong núi hơn nửa tháng. Thẩm mộ tứ nói, tôi cứ tưởng mình sẽ chết luôn ở đó. Các anh tìm long mạch hả? chu gia ngư nhớ mang máng thẩm nhất cùng đã từng kể với cậu như vậy thẩm mộ tứ ừ ngọn núi ấy vắng tanh có cả chó sói nữa chu gia ngư cảm thán các anh lợi hại quá cho tôi hỏi phần thưởng năm ấy là gì được không thẩm mộ tứ đáp một thanh mực chu gia ngư mực thẩm mộ tứ gật đầu đó là một loại mực cổ vô cùng quý hiếm hiện nay phương pháp chế tạo nó đã thất truyền vậy nên thanh mực kia là độc nhất vô nhị tuy anh ta chỉ kể vắn tắt nhưng chu gia ngư cũng có thể hiểu được phần thưởng có giá trị khủng tới mức nào phần thưởng của các mùa giải rất hấp dẫn duy chỉ có một và cũng chỉ dành cho người tài giỏi nhất mà thôi chu gia ngư nghe xong cũng gật gù hễ nghĩ tới mấy lời ban sáng của lâm trục thủy là lại lo sợ chắc không có cương thi thật đâu nhỉ hình như thẩm mộ tứ biết cậu đang suy nghĩ gì tôi đã xem video vòng bán kết của các cậu không ngờ người can đảm nhất lại là đàm ánh tuyết cô gái này chủ động kiểm tra thi thể cũng không sợ hãi la hét om sòm ai như mấy tên đực dựa cứ gión ra gión rén cô ấy gan dạ lắm chu gia ngư nói thẩm mộ tứ hẳn là đã chứng kiến không ít xác chết rồi nhìn sư phụ cô ấy dịu dàng vậy thôi chứ là cao thủ chơi cổ đấy nếu đã lên làm giám khảo cuộc thi chắc chắn Trần Hiểu Như phải có chỗ hơn người. Cậu nhớ cẩn thận nhé. Cuối cùng, thẩm mộ tứ dặn dò, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Suốt một thời gian dài sau đó, ngày nào Chu Gia Ngư cũng vùi đầu trong phòng nghiêm túc vẽ bùa. Thẩm nhất cùng thấy cậu chăm chỉ như vậy thì ra chiều ngạc nhiên lắm. Chu Gia Ngư đau khổ nói, tiên sinh bói cho tôi một quẻ, bảo tôi có đại hung, bùa có thể cứu tôi một mạng. Thẩm nhất cùng không trả lời, đưa mắt nhìn ngực Chu Gia Ngư, không bự nổi đâu. Chu Gia Ngư, thỉnh thoảng cậu thật sự muốn cốc đầu thẩm nhất cùng mấy cái. Ngực bự ra xong và đại hung ra xong đồng âm, đều đọc là già xong. Nhưng nhờ có câu đùa ấy mà cậu không còn quá lo sợ nữa. Càng gần ngày thi Chu Gia Ngư lại càng sốt ruột, hôm nào cũng ngồi vuốt lông trồn. Mới đầu trồn tuyết vui lắm, nằm dài ra mặc cậu muốn làm gì thì làm. Ai dè vài bữa sau nó lại trốn mất tâm, báo hại Chu Gia Ngư phải lục tung khắp nơi tìm kiếm. Cậu buồn bã hỏi, tại sao nó không cho tôi vuốt? Cái miệng của thẩm nhất cùng hầu như không bao giờ ngừng, cậu ta vừa gặm chân gà kho còn thừa hôm qua vừa đáp, đừng vuốt nữa, không thấy đầu nó sắp hói luôn rồi à. Chu Gia Ngư, không nghiêm trọng như vậy chứ. Thẩm nhất cùng lấy điện thoại di động ra, tôi có chụp lại này, anh xem đi. Chu Gia Ngư mở album ảnh lên xem, trong đó thậm chí có cả mấy bức ảnh lúc trước của trồn tuyết để so sánh. Cậu quan sát kỹ càng, sau đó kinh ngạc, trời mẹ, tôi vút đầu nó thành địa trung hải thật sao? Thấy thẩm nhất cùng gật gù, tâm trạng Chu Gia Ngư trùng xuống, tôi có lỗi với nó. Chu Gia Ngư không còn trồn để vuốt, biến thành một con cá muối đánh mất ước mơ. Cậu thẫn thờ trở về phòng, trốn tuyết thấy cậu đi rồi mới dám chui ra khỏi góc kẹt. Thẩm nhất cùng nhà xương, nói đến là vô trách nhiệm, mày nhìn đi, kem que nhà mày đang buồn lắm đấy. Người ta sắp phải đi thi rồi, chưa biết có về được không mà mày còn tiếc rẻ mấy chùm lông trên chán. Đôi mắt đen của trồn tuyết ném cho thẩm nhất cùng một ánh nhìn cực kỳ ai oán, tựa như đang bảo, mẹ bà, Mi thử bị hói đầu tuổi thiếu niên xem Mi có sợ không. Cơ mà lời nói của thẩm nhất cùng vẫn có tác dụng, tốt xấu gì hôm sau Chu Gia Ngư cũng được vuốt trồn, có điều chỉ được vuốt trong vòng 30 phút, thêm một giây cũng không được. Khi vòng chung kết diễn ra thì trời đã chuyển lạnh, mùa thu đang đến. Tại sao lại chọn thi vào tầm này ấy à? Tuy không tuyên bố lý do chính thức, nhưng các thí sinh đều nhất trí cho rằng ban tổ chức sợ bọn họ lạc đường rồi chết đói ít nhất mùa này có nhiều quả dại chín, có thể miễn cưỡng chống chọi. Chu Gia Ngư mang theo toàn bộ số bùa cậu vẽ trong lúc nghỉ ngơi, lưu luyến chia tay với thẩm mộ tứ và trồn tuyết rồi đến sân bay cùng Lâm Trục Thủy và thẩm nhất cùng. Ban tổ chức không thông báo địa điểm cụ thể, họ chỉ biết vòng thi sẽ diễn ra ở một thị trấn nhỏ. Sau khi tìm hiểu, Chu Gia Ngư phát hiện thị trấn đó nằm sát biên giới, xung quanh toàn rừng là rừng, thỉnh thoảng lại có người mất tích chu gia ngư ngồi trên máy bay bất an hỏi tiên sinh cuối cùng là thi ở đâu thế lâm trục thủy thản nhiên đáp không biết chu gia ngư có nguy hiểm lắm không thẩm nhất cùng ngồi cạnh chen miệng đại hung đại hung chu gia ngư cậu im đi lâm trục thủy dịu giọng nói thật ra thì hình phạt sau khi thua có khi còn nguy hiểm hơn những gì sẽ diễn ra trong cuộc thi nữa đấy Chu Gia Ngư quyết định ngậm miệng không hỏi, lặng lẽ giúp vào ghế, giả đó mình là một con cá muối đang phiêu trong gió. Vài tiếng sau, bọn họ hạ cánh, bước lên xe về khách sạn. Người tiếp đón vẫn rất nhiệt tình, giới thiệu tình hình thị trấn, còn bảo thịt dê ở đây cực kỳ ngon, nếu bọn họ có cơ hội nhất định phải nếm thử. Từ trước đến nay Lâm Trục Thủy không thích nói nhiều, Chu Gia Ngư không có tâm trạng tán gẫu vì vậy chỉ còn lại một mình thẩm nhất cùng thân thiết tám chuyện lúc đến khách sạn hai người đã sưng huynh gọi để cuối cùng thẩm nhất cùng hãy còn lưu luyến hẹn người ta có dịp thì đi ăn thận dê chu gia ngư kéo hành lý về phòng còn một tuần nữa mới đến ngày thi chẳng biết tại sao lần này họ lại yêu cầu thí sinh tập trung sớm như vậy tối hôm ấy chu gia ngư chạm mặt với người đã lâu không gặp từ nhập vọng cậu tưởng mình đã thảm lắm rồi Ai ngờ lúc trông thấy anh ta thì đơ toàn tập, từ nhập vọng, tóc anh đâu? Từ nhập vọng thẫn thờ, mất rồi. Mất hết rồi. Chu ra ngư. Mái tóc đen nhánh ngày xưa của từ nhập vọng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại cái đầu chọc lóc, trông như nhà sư đang đi khất thực. Chu ra ngư, rụng tóc theo mùa. Biểu cảm của từ nhập vọng rất khó đỡ, anh ta tức giận đáp, ông tự cảo. Mẹ nó, có ai dụng tóc theo mùa mà dụng sạch bách thế này không? Chu ra ngư, nhưng sao tự dưng lại cao? Từ nhập vọng nói dối trắng trợn, trời nóng quá, để thế cho mát. Chu ra ngư chẳng thèm tin, gương mặt lộ vẻ thương hại, tôi hiểu mà. Từ nhập vọng, cậu hiểu cái đách gì? Phản ứng của thầm nhất cùng còn dữ dội hơn. Cậu ta chỉ vào từ nhập vọng cười ha hả thậm chí còn định sờ nhưng bị từ nhập vọng tức giận hất ra. Con bà nó, nếu cậu dám sờ đầu trên của tôi, tôi sẽ sờ đầu dưới của cậu. Thẩm nhất cùng lầm bầm chê từ nhập vọng hẹp hòi. Từ nhập vọng quay sang nhìn Chu Gia Ngư, tỏ ý tuy thẩm nhất cùng không được, nhưng nếu Chu Gia Ngư muốn thì anh ta sẽ phá lệ. Chu Gia Ngư từ chối phụ phàng, cậu không có hứng thú với mấy thứ bóng loáng trụi lủi, lông xù mới là mục tiêu theo đuổi của loài người. Thẩm nhất cùng chợt lên tiếng, Câu này của anh mới nghe thì cũng bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy dâm dâm sao ấy. Chu Gia Ngư, thẩm nhất cùng, tôi lại cậu, cậu im dùm tôi cái. Các thí sinh còn lại cũng lục tục kéo đến, Chu Gia Ngư cứ tưởng mình tệ lắm rồi, nhưng hóa ra cậu đánh giá tố chất tâm lý của người khác hơi bị cao. Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng ăn rất kỳ lạ. Cả đám ngồi trên ghế, chết lặng nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, ai không biết còn tưởng họ không tham gia thi đấu mà đang bị bỏ tù. Đương nhiên cũng có kẻ lạc loài, trừ ba người thuộc đội Chu Gia Ngư, hai người còn lại lọt vào vòng chung kết là hai chàng trai khác. Một người trông có vẻ ngang tuổi với thẩm nhất cùng, nhưng da trắng hơn nước da trâu của thẩm nhất cùng nhiều, nhìn như búng da sữa. Cậu ta đang bấm điện thoại, tâm trạng khá kích động. Chu Gia Ngư cứ tưởng cô cậu đang vui vì sắp được thi, kết quả nghe được giọng địa phương đặc sệt. Mà cha mi, nỏ có sóng, ông muốn về, ông muốn về. Chu ra ngư, thôi, cậu vẫn nên lo ăn cơm đi. Sáng sớm hôm sau, hành động của ban tổ chức khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Họ đưa cho thí sinh giấy miễn trừ trách nhiệm, ghi rõ các loại tai nạn có khả năng xuất hiện bất ngờ trong quá trình thi đấu. Chu ra ngư lướt sơ, phát hiện đây thật ra là danh sách các kiểu chết khác nhau mà cậu có thể nghĩ tới. Từ nhập vọng khá hờ hững, chẳng thèm nhìn mà đã đặt bút ký tên. Chu Gia Ngư, anh không đọc à? Từ nhập vọng xoa xoa cái đầu như quả trứng kho của mình, đáp, đằng nào chả phải thi, thà đừng đọc còn hơn. Chu Gia Ngư nghe thấy có lý, cũng ký tên mình xuống giấy. Những vòng thi trước chỉ cần đến sớm một ngày, nay các thí sinh phải đến sớm những một tuần quả nhiên là có lý do ban tổ chức mời huấn luyện viên chuyên nghiệp về đào tạo một khóa kỹ năng sinh tồn cấp tốc dạy về các trường hợp nguy hiểm nơi hoang dã ví dụ như bị rắn cắn bị côn trùng độc đốt bị ong rừng đuổi thậm chí có cả cách đối phó khi gặp gấu ngựa chu gia ngư quay cuồng trong mơ hồ bắt đầu tự hỏi mình đang tham gia giải đấu phong thủy hay thử thách sinh tồn nơi hoang dã cả đám bị huấn luyện suốt 7 ngày liền. Sau khi khóa học kết thúc, Chu Gia Ngư bèn hỏi huấn luyện viên, Thầy ơi, những gì thầy dạy cho chúng tôi thật sự có ích sao? Huấn luyện viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nghe thế thì quay đầu lại, ôn hòa đáp, đương nhiên rồi. Các cậu đã được huấn luyện, nếu trong quá trình thi đấu lỡ gặp phải động vật hoang dã, các cậu cũng có thể. Chu Gia Ngư vừa nhoèn cười, đã nghe ông thầy phun ra một câu, chết có tôn nghiêm một chút. Chu Gia Ngư Từ nhập vọng đứng bên cạnh nín cười. Chu Gia Ngư chẳng muốn hỏi nữa, cũng chẳng muốn làm gì nữa cả, quyết định mặc kệ số phận. Đêm trước ngày thi đấu, tất cả mọi người đều mất ngủ, thậm chí Chu Gia Ngư vốn lạc quan cũng mở mắt thao láo nhìn trần nhà, cứ nằm như thế đến hừng đông. Sau khi đánh răng rửa mặt, năm thí sinh bước lên xe bus của ban tổ chức, đến địa điểm thi. Xe càng đi xa, cảnh sắc xung quanh cũng càng lúc càng hoang vắng. Hai tiếng sau, họ hầu như không phát hiện dấu chân người, ngoài cửa sổ xe toàn cây cối cao to rậm rạp và dây leo chằng chịt. Nhân viên hậu cần đi cùng xe bus là một cô gái, trông cô nàng còn phấn khích hơn cả người trong cuộc, ngượng ngùng cầm sổ xin chữ ký của Từ Nhập vọng. Từ Nhập vọng hỏi, "Em thích tôi à?" Cô bé vội vàng đáp, "Vâng ạ, à, em thích anh lắm." dù anh có chọc em cũng thích anh từ nhập vọng mình đừng đề cập tới chuyện này được không chu gia ngư ngồi cạnh từ nhập vọng bắt đầu buồn ngủ cậu cứ tưởng mình sẽ không ngủ được ai dè lại mơ màng thiếp đi mãi đến khi từ nhập vọng đánh thức cậu chu gia ngư đến nơi rồi hả từ nhập vọng dậy mau mọi người đang chuẩn bị xuống xe chu gia ngư gật gật đầu nối đuôi theo từ nhập vọng và các thí sinh khác bước xuống vừa chứng kiến khung cảnh trước mắt cậu đã ngây ngẩn cách xe buýt không xa là một tòa nhà bằng gỗ có lẽ tòa nhà này đã được xây từ lâu lắm rồi trên tường in đầy dấu vết năm tháng trừ tòa nhà này ra xung quanh bọn họ hầu như không còn dấu vết của con người phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh rừng xanh ngát um tùm với những tán cây vươn cao các thi sinh khác cũng đang quan sát tình hình nơi đây từ nhập vọng tặc lưỡi Ban tổ chức đỉnh thật đấy, có thể tìm được một nơi khỉ ho cò gáy thế này. Chu Gia Ngư cùng chung ý kiến, gật đầu phụ hỏa. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hậu cần, mọi người tuần tự tiến vào ngôi nhà, nơi ban giám khảo đang chờ sẵn. Trên sàn nhà là 5 chiếc ba lô to, phía trên còn viết tên của các thí sinh. Nhân viên bắt đầu phân phát tài liệu liên quan đến vòng thi lần này. Chu Gia Ngư lật xem phát hiện nội dung thi quả là kích thích. Căn cứ vào các thông tin trong tài liệu, sâu trong khu rừng có một ngôi làng. Dân làng sống tách biệt với xã hội, nam cầy nữ dệt, tự cung tự cấp. Ngôi làng này có một phong tục rất kỳ lạ, nếu có người chết thì nhất định phải mai táng tại sườn núi cao nhất cạnh làng trước khi mặt trời mọc. Thật ra phong tục của làng cũng chỉ hơi bất thường mà thôi. Nhưng dạo gần đây, trong làng lại xảy ra những chuyện cực kỳ đáng sợ. Dân làng phát hiện thi thể được mai táng đã mất tích, ban đầu họ còn tưởng do kẻ xấu phá hoại nên sai mấy thanh niên khỏe mạnh trông mộ. Ai ngờ vài ngày sau, những người trông mộ đều lần lượt đột tử, hầm mộ lại bị đào bới, thêm một thi thể biến mất. Người dân trong làng ai nấy đều lo sợ. Trưởng làng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải nhờ người ngoài giúp đỡ. Tài liệu còn cung cấp hình ảnh ngôi làng và hầm mộ trên sườn núi. Chu Gia Ngư cảm giác đây quả thực là địa điểm lý tưởng để quay phim kinh dị. Sau khi xem xong, sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Một nhân viên muốn xoa dịu bầu không khí nên cười hỏi, "Mọi người có cảm nghĩ gì không?" Chu Gia Ngư, "Tầm quan trọng của chính sách bắt buộc hòa táng. Từ nhập vọng, hòa táng cũng không ổn đâu, lỡ họ trộm luôn cả bình đựng cho thì sao?" vẫn nên thiên táng đi. Thiên táng, hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thi thể người chết sẽ được đưa lên vùng núi cao thoáng đãng để làm mồi cho chim kền kền. Những người còn lại dồn dập tán thành. Nhân viên hậu cần lúng túng, có lẽ đang hối hận vì đã mở miệng hỏi. Nhiệm vụ lần này của mọi người rất đơn giản, hãy xác định vị trí ngôi làng trong rừng và hỗ trợ bọn họ tìm lại thi thể đã mất. Chu Gia Ngư cảm thấy anh nhân viên nói như kiểu Nhiệm vụ lần này của các em rất đơn giản, các em chỉ cần thi đậu Đại học Thanh Hoa là được. Để tránh sự cố bất ngờ, mỗi người sẽ được phát một thiết bị liên lạc, đương nhiên thỉnh thoảng nó sẽ mất link đó nha. Anh nhân viên cười cười, bổ sung, nếu không cố gắng nổi nữa có thể lựa chọn dừng cuộc chơi, dù sao tính mạng số 1, thi đấu số 2. Sau đó các nhân viên khác phát ba lô cho thí sinh, còn gắn camera lên ngực bọn họ chu gia ngư cúi đầu nhìn cái này có tác dụng gì người gắn camera cho cậu là một anh trai ngại ngùng anh trai kia xấu hổ cười hình như là sợ thí sinh chết không rõ ràng chu gia ngư cậu hận cái tính tò mò của mình lắp camera xong thì nhân viên cũng thông báo quy tắc vòng thi không được tháo camera xuống có thể ghép đội nhưng quán quân chỉ có một mà thôi ý là my có thể ôm đùi người ta sống tạm cơ mà sống sót cũng không có tác dụng, không giành giải quán quân thì cũng chẳng khác nào không tham gia. Chu Gia Ngư đang lúi húi kiểm tra đồ trong ba lô, từ nhập vọng bước lại gần nói, bình nhỏ, chúng ta đi chung nhé, tìm được ngôi làng đó rồi hãng tách riêng. Chu Gia Ngư thấy cũng có lý, dù sao mục đích cuối cùng là tìm thi thể người chết, nhưng nếu không tìm được ngôi làng thì coi như công toi. Vì vậy cậu đồng ý với đề nghị của từ nhập vọng. Từ nhập vọng quay đầu trông ra cửa, tuy ngày mai vòng thi mới chính thức bắt đầu, nhưng chúng ta đi ngay bây giờ thôi. Chu gia ngư đeo ba lô lên lưng, đáp, ư. Ừ. Thời hạn vòng thi là 15 ngày, nếu đến ngày cuối vẫn không có ai tìm được đáp án thì cả mùa giải coi như bay màu. Ban tổ chức sẽ tuyên bố rằng chẳng có thi sinh nào xứng đáng với phần thưởng của bọn họ cả. Chu gia ngư nhủ thầm đến giờ mà ban tổ chức chưa bị chùm bao bố đánh lần nào quả là kỳ tích. Hai người thảo luận xong thì xuất phát. Trước khi đi, Chu Gia Ngư chú ý thấy tâm trạng đàm ánh tuyết có vẻ không tệ. Cô nàng vừa ngâm nga hát vừa sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô. Chu Gia Ngư hỏi từ nhập vọng, đàm ánh tuyết không chung đội với ai? Cô ấy đi một mình không sợ à? Từ nhập vọng thở dài, cô ấy mà sợ hà? chuyên gia chơi cổ thích nhất là trò này đấy. Con người làm sao linh hoạt bằng mấy con sâu độc. Nếu bọn họ xui xẻo, có khi chưa tìm được ngôi làng thì đàm ánh tuyết đã moi ra mấy cái xác bị mất rồi. Thì ra là vậy, Chu Gia Ngư bừng tỉnh. Cứ thế, hai người đeo ba lô tiến sâu vào rừng. Tuy trời đã vào thu nhưng thời tiết hãy còn oi bức, cũng may là cây cối xum xuê, che khuất ánh mặt trời đang dọi thẳng nắng len lỏi qua tán cây đổ bóng loang lổ trên mặt đất tựa như mảnh vỡ của những vì sao trông cũng khá lãng mạn từ nhập vọng vừa vào rừng liền khép ngón tay lại sử dụng phương pháp cửu cung phi tinh mà lâm trục thủy từng dạy cho chu gia ngư có cậu đi cạnh nên anh ta chẳng thể nào sử dụng la bàn chu gia ngư xem gps xác định phạm vi phía trước bọn họ từ nhập vọng nói nếu là làng thì chắc chắn có hơi người Người càng đông thì hỏa càng mạnh, tìm hỏa giữa một chỗ toàn mộc thì chắc cũng dễ thôi. Chu Gia Ngư bội phục nhìn Từ Nhập vọng. "Còn cậu thì sao, có phát hiện gì không?" Chu Gia Ngư lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối, mấy việc như tìm người xem ra là điểm yếu của cậu. Di chuyển trong rừng thật sự rất khó, không có đường mòn, đầu đâu cũng có cỏ dại mọc cao nửa mét. Chu Gia Ngư phụ trách thanh lý đường đi từ nhập vọng phụ trách xác định phương hướng, hai người phối hợp khá ăn ý với nhau. Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua, khi bóng đêm ập xuống, hai người quyết định không gấp rút đi tiếp mà nhóm lửa cắm trải. Bọn họ tìm một chỗ bằng phẳng, chu ra ngư gom củi đốt lửa, lót dạ bằng đồ hộp trong ba lô. Trong rừng trời tối rất nhanh, chưa tới 8 giờ mà cảnh vật xung quanh đã tối đen như mực. Từ nhập vọng, cậu canh đến nửa đêm nhé sau đó đến phiên tôi chu gia ngư đồng ý từ nhập vọng lại nói tiếp gia ngư cậu đã từng nghe chuyện ma khi cắm trại chưa chu gia ngư ngẩng đầu liếc từ nhập vọng chưa thế cậu muốn nghe không giọng từ nhập vọng nghe rờn rợn chu gia ngư tôi a à, khoan đã sau lưng anh là cái gì thế ha 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 cậu đừng hỏng gạt tôi còn khuya tôi mới sợ anh vừa cười vừa quay đầu lại, quả nhiên chẳng có gì, thấy chưa? Anh, anh không nhìn thấy sao? Qua những tán cây um tùm, cậu loáng thoáng trông thấy một đám xương. Đám xương màu xanh đậm nổi bật giữa bầu trời đêm y như một cột sáng phóng lên cao, nhưng màu của nó lại âm u kỳ lạ. Từ nhập vọng thấy vẻ mặt Chu Gia Ngư không giống như đang giả bộ, anh bèn nương theo tầm mắt cậu trông sang. Không có anh ta quan sát kỹ càng một lúc cau mày nói nhưng tôi cảm giác được thứ gì đó tuy cảm giác ấy rất khó chịu nhưng trong mắt anh ta bầu trời không hề có thứ mà chu gia ngư nhắc tới chu gia ngư nhìn màn xương khói dày đặc ấy lại xem la bàn và gps hình như cũng ở phía tây nam ban nãy anh nói chẳng lẽ hẳn là liên quan đến ngôi làng ấy từ nhập vọng trầm tư suy nghĩ cả hai bàn luận mãi nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, bọn họ quyết định sáng mai sẽ gấp rút lên đường, tranh thủ đến sớm một chút. Do phiên trực của Chu Gia Ngư là từ giờ đến nửa đêm nên từ nhập vọng vào lều ngủ trước. Củi lửa phát ra âm thanh tanh tách, tiếng côn trùng kêu vang bốn phía nghe thật tịch liêu. Chu Gia Ngư đã thấm mệt, cậu đưa tay nhéo nhéo đùi để ép bản thân tỉnh táo. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Gần 12 giờ, các loài động vật hoang dã bắt đầu hoạt động. Chu Gia Ngư đã bôi thuốc chống côn trùng nhưng vẫn bị cắn mấy nốt. Cậu nhìn cột xương kia yên tĩnh động lại giữa bầu trời đêm. Chu Gia Ngư cúi đầu nhìn đống lửa, nhưng khi cậu vô tình ngẩng lên, chợt bị khung cảnh trước mắt dọa chết điếng. Cột xương vốn im lặng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo y như một con rắn, vẽ ra một đường cong quỷ quái giữa nền trời. Bên tai Chu Gia Ngư chợt vang lên tiếng hát mơ hồ, hình như là một bài ca của dân tộc miền núi. Chu Gia Ngư không hiểu thứ tiếng đó, nghe quái đản đến mức khiến người ta sợ hãi. Cậu lập tức đứng bật dậy, đưa đèn pin soi khắp nơi nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Chu Gia Ngư ép bản thân phải bình tĩnh lại, hỏi Sái Bát: "Sái Bát, mày có xác định được tiếng hát ấy phát ra từ đâu không?" Sái Bát: "Có chứ, là từ phía cột khói kia kìa." Chu Gia Ngư, thế đấy là người hay là? Sái bát, chật, tôi cũng chả biết. Anh hỏi từ nhập vọng thử xem. Chu Gia Ngư hơi do dự, nhìn từ nhập vọng vẫn ngủ say trong lều, cuối cùng vẫn không gọi anh dậy. Ngày mai phải đi sớm, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến thể lực, huống hồ cậu vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm. Hát thì hát đi, coi như nghe radio vậy. Chu Gia Ngư tự an ủi rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa cũng may bài hát này không kéo dài quá lâu xung quanh lại một lần nữa vắng lặng đến khi từ nhập vọng đổi ca cho chu gia ngư cột xương cũng không vặn vẹo nữa mà yên tĩnh như cũ lúc ngủ anh có nghe thấy gì không chu gia ngư hỏi từ nhập vọng từ nhập vọng lắc đầu không anh ta ngủ khá ngon vậy à chu gia ngư cũng không kể chuyện ban nãy cậu nghe thấy gì sao đâu có kề mà làm gì, chỉ tổ khiến cả đám căng thẳng hơn. Từ nhập vọng muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn thông minh chọn cách im lặng. Chu ra Ngư rất mệt, cậu chui vào túi ngủ rồi dần thiếp đi. Không biết có phải do ảnh hưởng của tiếng hát không, cậu mơ thấy vô số hình ảnh vụn vặt quái đản. Lúc đó cậu sợ lắm, nhưng sau khi thức dậy lại không nhớ rõ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, hai người tiếp tục gấp rút lên đường, đi về phía đám xương mà Chu Gia Ngư nhìn thấy. May là ban tổ chức không định bức chết thí sinh, họ vẫn sắp xếp một vài gợi ý ven đường. Đương nhiên, họ không quan tâm chuyện thí sinh có đủ may mắn để tìm thấy gợi ý hay không. Số Chu Gia Ngư khá hên, cậu bắt gặp một bảng hướng dẫn nhỏ bên gốc cây đại thụ, trên viết 10 km, hẳn là chỉ khoảng cách đến ngôi làng. Nếu là đường bình thường thì cắn răng đi một ngày là tới nhưng ở nơi rừng thiêng nước độc này, đâu đâu cũng có côn trùng và động vật hoang dã, cỏ dại mọc bốn phía nên nào có dễ dàng như vậy. Ít ra tấm bảng vẫn cho thấy họ đang đi đúng hướng. Để tiết kiệm thể lực nên dọc đường cả hai hiếm khi nào trò chuyện với nhau. Từ nhập vọng ngậm một điếu thuốc lá, lào bảo, có lẽ ngày mai chúng ta mới đến. Chu ra ngư, không sao, tìm thấy ngôi làng là tốt rồi. May quá, may quá từ nhập vọng nói chứ không thua giữa đường thì nhục lắm ừ khi chạm vạng tối hai người bắt gặp một dòng suối nhỏ họ quyết định cắm trại ngay cạnh đó từ nhập vọng đang nhặt củi nhóm lửa đột nhiên phát hiện thứ gì anh vội gọi chu gia ngư sao cái này nhìn quen thế chu gia ngư cái gì từ nhập vọng bước tới đưa cho chu gia ngư xem cậu phát hiện đó là một viên ngọc viên ngọc này trông rất quen mắt chu gia ngư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngạc nhiên nói của đàm ánh tuyết đây mà hai người nhớ lúc thi bán kết đàm ánh tuyết có đeo một chuỗi ngọc trên tay ngọc này chắc chắn không phải vật bình thường ngày ấy chu gia ngư đã trông thấy thụy khí trên đó nhưng viên ngọc trong tay từ nhập vọng hoàn toàn không có chút thụy khí nào không biết tại sao vòng tay của cô lại bị đứt để bọn họ nhặt được một viên Cô ấy đã đến đây rồi sao? Chu Gia Ngư nói, nhanh quá. Chắc chắn là có cách riêng. Từ Nhập vọng cau mày, hy vọng cô ấy vẫn ổn. Đàm Ánh Tuyết cũng đã đến nơi này, còn làm đứt chiếc vòng quý giá của mình, chắc chắn đã gặp biến rồi. Hai người không còn tâm trạng trò chuyện nữa, chia ca gác đêm xong thì ai làm việc nấy. Lần này tới phiên Chu Gia Ngư canh từ nửa đêm tới sáng, lúc Từ Nhập vọng gọi cậu dậy cậu thấy sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Chu Gia Ngư hỏi anh. Không có gì. Từ nhập vọng đáp, vài thứ dơ bẩn mà thôi. Chu Gia Ngư nhớ lại tiếng hát quỷ quái tối qua, hóa ra thứ này cũng ngủ sớm dậy sớm, chuyên môn dọa người gác ca đầu. Chu Gia Ngư, anh nói thật cho tôi biết đi. Từ nhập vọng vẫn không chịu kể, đừng hỏi, hỏi xong cậu lại sợ cậu nhớ chú ý an toàn, lỡ đâu tôi nhìn lầm thì sao? Chu Gia Ngư nghe vậy cũng đành thôi. Từ nhập vọng nói đúng, biết rồi chỉ tổ sợ thêm chứ làm được gì. Cậu ngồi dậy, bảo từ nhập vọng mau đi ngủ. Thật ra Chu Gia Ngư cảm thấy khá bình tĩnh, khi nào rén quá thì vẫn còn sái bát để tâm sự. Hiểm nỗi lúc có chuyện thật thì con chim đó còn nhát hơn cả cậu. May mà sau nửa đêm, Khu rừng không xảy ra việc gì kỳ lạ nữa, hễ mặt trời mọc là cột xương đó lại tan đi. Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng đều uể oải, ăn sáng xong liền thu dọn đồ đạc khởi hành ngay. Lần này bọn họ không may mắn như trước, không tìm thấy bảng chỉ đường, nhưng Từ Nhập Vọng bấm đốt ngón tay rồi bảo chịu khó thêm một đêm nữa là tới. "Theo cậu thì bọn họ đã đến chưa?" Từ Nhập Vọng vừa đi vừa hỏi. "Chắc là chưa." Chu Gia Ngư đáp tốc độ của chúng ta rất nhanh, hơn nữa cũng không đi đường vòng. Có lý, từ nhập vọng gật gù, chào ôi, thầy phong thủy người ta toàn là mảnh mai yếu đuối phải ngồi kiệu. Sao đến đời chúng ta đứa nào đứa nấy khỏe như vâm vâng thế này, tham gia thi sinh tồn nơi hoang dã có khi còn vào vòng 2, vòng 3 đấy. Phải, ngày xưa khác, bây giờ khác mà. Hai người than ngắn thở dài, cảm khái mình đã sinh ra sai thời điểm với địa vị của thầy phong thủy thời cổ đại thực lực tốt còn có thể vào chiều làm quan ngày cắm trại cuối cùng từ nhập vọng và chu gia ngư quyết định cả hai cùng thức trắng dù sao cũng sắp đến nơi rồi cột xương đen đã gần ngay trước mắt nếu không sợ đi đường khuya gặp tai nạn ngoài ý muốn có lẽ họ sẽ đặt chân vào làng lúc nửa đêm khỏi ngủ chờ tìm thấy ngôi làng rồi ngủ bù từ nhập vọng đề nghị như vậy Chu Gia Ngư đồng ý, cậu và Từ Nhập vọng ý tưởng lớn gặp nhau, một mình nhìn thấy mấy thứ yêu ma quỷ quái sẽ sợ, hai mình thì đỡ rén hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, có vài trường hợp dù đông người cũng chả có tác dụng gì. Vừa qua 12 giờ, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh có sự thay đổi. Cột xương đen cách bọn họ không xa lại bắt đầu vặn vẹo như một sinh vật sống. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tắt lịm. Từ nhập vọng ngồi đối diện Chu Gia Ngư, miệng ngậm thuốc lá. Mấy ngày nay anh liên tục hút thuốc, đương nhiên cũng cẩn thận vùi tàn thuốc sâu xuống bùn đất. Thời buổi này gây cháy rừng là bóc lịch như chơi. Chiều hôm nay Chu Gia Ngư không có tâm trạng nên chỉ ăn nửa lon đồ hộp. Bây giờ cậu hơi đói bụng, vừa cúi xuống lấy một thanh sô-cô-la trong ba lô ra định bổ sung năng lượng ai dè khi ngẩng lên thì chết chân tại chỗ từ nhập vọng thấy cậu như vậy anh không dám quay đầu lại run run hỏi cậu nhìn thấy cái gì giọng chu gia ngư khản đặc không phải anh quay lại là thấy được sao từ nhập vọng mẹ kiếp tôi cũng sợ mà cuối cùng anh ta cắn răng từ từ quay đầu lại trông thấy khung cảnh mà chu gia ngư nói miệng phun ra một chữ đệch trên ngọn núi đối diện bọn họ chợt xuất hiện những bóng trắng mờ ảo đang lượn lờ trên sườn dốc đêm nay trăng rất tỏ bọn họ thậm chí có thể đếm rõ có bao nhiêu cái bóng bên tai chu gia ngư lại vang lên giọng ca rờn rợn lần này nghe rõ hơn rất nhiều thậm chí có thể nghe tiếng kèn xô na đệm nhạc mặt mày từ nhập vọng tái mét hiển nhiên cũng nghe thấy anh ta nói đây là nhạc đám tang mà chu gia ngư giờ sao từ nhập vọng cứng ngắc xoay người, nhìn đống lửa thở dài, thôi bỏ đi, kệ bọn họ, coi như tôi chưa phát hiện gì hết. Chu Gia Ngư, đây là lần đầu tiên cậu thấy Từ nhập vọng biết thông cảm cho người khác, dù đối phương hình như còn chẳng phải là người. Chương 28. Xin lỗi mọi người vì ra chương mới chậm quá a à, hu hu, u u. Chương 28, tang lễ kèn sô na thổi nhạc đám ma trong sự náo nhiệt lại có vẻ chết chóc quái dị. Chu Gia Ngư không dám nhìn lâu, cậu hơi cúi đầu, liếc mắt dõi theo những bóng trắng phiêu đãng dần biến mất vào cánh rừng sâu thẳm. Tiếng hát bên tai cũng bay xa, trở nên mơ hồ không rõ. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì bầu trời đã hứng sáng. Những tia nắng đầu ngày le lói xuyên qua ngọn cây báo hiệu cả hai đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất có phải là ma không? Chu Gia Ngư dọn dẹp đồ đạc để nhổ trại. Lúc cậu dập lửa thì nghi ngờ hỏi, tối hôm qua anh đã nhìn thấy thứ gì? Vừa nghe Chu Gia Ngư nhắc tới, sắc mặt của từ nhập vọng chợt trở nên vô cùng khó tả. Cậu muốn nghe thật à? Chu Gia Ngư gật đầu, anh cứ nói đi. Từ nhập vọng bèn kề, lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh đống lửa, ai rè lại trông thấy một bóng người đang treo lơ lửng. Chu Gia Ngư từ nhập vọng nói người đó mặc áo trắng và để tóc dài đu trên ngọn cây hình như đang nhìn về phía chúng ta sao anh biết chi tiết thế từ nhập vọng cười khổ nó ở sát cạnh tôi muốn không chi tiết cũng khó chu gia ngư hỏi vậy anh đã làm gì sư phụ tôi có dặn chỉ cần bọn chúng không chủ động trêu chọc cậu thì cậu cứ lờ đi giả đò như không thấy là xong từ nhập vọng thở dài Lúc đó anh ta đơ cả người, cứ ngồi như thế suốt một đêm. Mãi đến hừng đông anh ta mới dám liếc mắt kiểm tra, phát hiện thứ kia đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt cả hai là biết họ vẫn còn sợ hãi. Chưa vào làng mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, xem ra phong thủy của làng này thật sự không ổn. Chu Gia Ngư vừa đi vừa lải nhải, nhà nước phải ban hành chính sách mới thôi nếu cái làng đó chịu hỏa táng thì xác chết làm gì có cơ hội sống dậy cứ đốt hết rồi bỏ cho vào bình phải khen là nhanh gọn lẹ từ nhập vọng đi bên cạnh cậu bất đắc dĩ hỏi nếu cậu trung thành với đảng như thế thì sao không thi công chức chu gia ngư đáp chịu thôi phạm tội nên có tiền án tiền sự từ nhập vọng kinh ngạc trông cậu thế này mà phạm tội hà chu gia ngư cố tình hừ lạnh anh không thể tưởng tượng được những việc mà tôi đã gây ra đâu. Từ nhập vọng ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù, cũng đúng, chị dậu điên lên còn phang cả lính cai cơ mà. Chu Gia Ngư Hai người đi mãi đi mãi, bỗng nghe tiếng Chu Gia Ngư kinh ngạc thốt lên, ôi, đây không phải là đường sao. Từ nhập vọng định thần nhìn lại, phát hiện một con đường nhỏ dài đá đã xuất hiện dưới chân bọn họ từ bao giờ. Trên đường chỉ thưa thớt vài ngọn cỏ dài, chứng tỏ có người thường xuyên qua lại. Cuối cùng cũng tới nơi. Nói đoạn, từ nhập vọng cẩn thận bấm ngón tay tính toán. Sau khi xác định được phương hướng, hai người vội vàng guồng chân chạy. Khoảng 20 phút sau, Chu Gia Ngư và từ nhập vọng đứng trước cổng một ngôi làng thở hổn hển. Cạnh cổng đặt một tảng đá to, bên trên viết ba chữ, làng hắc nham, bằng kiểu chữ triển. Chu Gia Ngư bước vào làng, bắt gặp nhân viên hậu cần đang ngồi sau một chiếc sạp nhỏ. Nhân viên thấy bọn họ chạy tới bèn cười híp mắt chào, các anh tới rồi đấy à? Từ nhập vọng hỏi, chúng tôi là người thứ mấy? Các anh là người thứ hai và thứ ba, hôm qua đàm ánh tuyết đã vào làng rồi. Từ nhập vọng nhớ đến hạt ngọc rơi ra từ chiếc vòng tay bị đứt của đàm ánh tuyết, cô ấy không sao chứ. Cô ấy vẫn ổn, mọi người sẽ trọ tại dãy nhà gỗ phía đông, nếu gặp vấn đề gì có thể hỏi thăm trưởng làng. Đương nhiên có vài chuyện người ta không tiết lộ được đâu. Chu Gia Ngư nghe nhân viên dặn dò xong liền nói, đi thôi, nhập vọng. Ừ, kiếm cái gì lót bụng đã. Cuối cùng, cả hai cũng đến đích sau mấy ngày bôn ba trong rừng, tinh thần coi như thả lỏng. Từ khi bước vào làng Hắc Nham, Chu Gia Ngư đã bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh cậu phát hiện ngôi làng này thật sự chẳng có chút dấu vết nào của xã hội hiện đại nhà cửa không xây bằng đá thì cũng xây bằng gỗ cao nhất cũng chỉ có hai tầng bây giờ là ban ngày nên trên đường cũng có dân làng đi lại trông thấy người lạ thì họ ra chiều đề phòng lắm khiến chu giang ngư không dám tiến đến bắt chuyện từ nhập vọng càng khỏi phải nói anh chàng vốn dĩ cao to nay còn để đầu chọc miệng phì phèo thuốc lá non y như giang hồ mới ra tù Chu Gia Ngư nhìn mà còn khiếp. Từ nhập vọng nói, ngôi làng này thật thú vị. Chu Gia Ngư, ý anh là sao? Từ nhập vọng chỉ vào một cánh cửa gần đó, cậu xem, trước cửa nhà nào cũng treo gương bát quái. Ồ, treo gương bát quái là việc bình thường, nhưng sao lại treo ngược thế kia? Phải cẩn thận khi treo gương bát quái, không được treo ngược, không được để mặt gương hướng về phía đông cũng không được để gương chiếu trực tiếp vào cổng nhà hàng xóm. Từ nhập vọng đưa tay xoa xoa cầm, không đáp. Sau khi vào làng Hắc Nham, Chu Gia Ngư đã chắc chắn rằng cột khói đen xuất phát từ khu vực này, cụ thể là một ngọn đồi cách đây không xa. Cả hai vừa đi vừa quan sát, chẳng bao lâu sau đã đến nơi ở của mình, trên cửa còn viết họ của hai người. Chu Gia Ngư chú ý thấy xung quanh nhà được giải một thứ bột phấn màu vàng, cậu đưa tay chấm một ít rồi đưa lên mũi người. Đây là bột hùng hoàng để đuổi côn trùng, chắc các nhân viên hậu cần đã giải. Từ nhập vọng, bọn họ cũng chu đáo đấy chứ. Hai người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, sau đó quyết định tranh thủ đi tìm trường làng hỏi thăm vài chuyện. Đối phương ngụ tại ngôi nhà gỗ hai tầng duy nhất trong làng, bên ngoài còn phơi một ít cá và hoa quả khô, hẳn là chuẩn bị cho mùa đông. Chu Gia Ngư gõ gõ cửa, xin lỗi đã làm phiền chúng tôi tới đây tham gia thi đấu vào đi giọng của một người đàn ông trung niên vang lên chu gia ngư và từ nhập vọng bước vào phát hiện đàm ánh tuyết cũng đang có mặt tại đó nhưng thái độ của cô có phần nghiêm nghị chẳng hề thoải mái như lúc vòng thi mới bắt đầu hai cậu lại đây trưởng làng lên tiếng ngồi xuống đi hai người liếc mắt nhìn nhau đoạn ngồi xuống bên cạnh đàm ánh tuyết mọi người đến thật đúng lúc trường làng nhà điếu thuốc trong miệng ra để lộ hàm răng đen đúa do bị khói ám chậm một hôm nữa thì phiền lắm chu gia ngư và từ nhập vọng vẫn chưa hiểu ra sao đàm ánh tuyết khẽ nói bình thường họ sẽ không ra nghĩa trang đâu trong nháy mắt chu gia ngư đã hiểu được ý của đàm ánh tuyết có người qua đời đàm ánh tuyết gật gật đầu sáng sớm hôm nay vừa mất hình như tâm trạng của trường làng cũng không tốt, thậm chí còn chẳng thèm cười khách sáo. Mọi người chuẩn bị đi, tối nay khoảng 9 giờ sẽ xuất phát. Chu Gia Ngư hỏi, chúng tôi có cần chú ý gì không? Trường làng đưa mắt nhìn cậu, trả lời bằng chất giọng khản đặc, đến lúc đó chỉ cần đi theo chúng tôi là được. Cũng đừng hỏi nhiều, chúng tôi rất kỵ việc này. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Mọi người về đi, nếu có chuyện gì thì mai hãy đến. Lúc đó tang lễ đã kết thúc. Mọi người có thể ra nghĩa trang điều tra, bình thường chúng tôi cũng chẳng tới đó làm gì. Ông ta đang có ý đuổi khách đây mà. Đàm Ánh Tuyết là người đứng dậy đầu tiên, cô không nói tiếng nào mà bước thẳng ra ngoài. Chu Gia Ngư và Từ Nhập Vọng nối gót theo sau, rời khỏi nhà trưởng làng. Ba người chọn đại một góc để bàn luận, Đàm Ánh Tuyết cười khổ nói, cái làng này có vấn đề. Chu Gia Ngư sao thế đàm ánh tuyết hôm qua tôi vừa đến đây được vài tiếng thì nghe nói trong làng có người bị tai nạn hình như là một bà cụ lúc đi gánh nước thì chẳng may trượt chân ngã từ nhập vọng im lặng lắng nghe khi người ta đỡ bà ấy dậy thì tôi cũng có mặt tôi nghe thấy bà ấy nói cái gì mà báo ứng do bà ấy lớn tuổi rồi nên sau đó cũng không qua khỏi từ nhập vọng cười như không cười Lý do khiến cô nói ngôi làng có vấn đề không chỉ vì một mình chuyện này phải không? Đàm ánh tuyết nhìn từ nhập vọng bằng ánh mắt hình viên đạn. Chu Gia Ngư không lên tiếng, cậu cũng cảm giác đàm ánh tuyết hãy còn giấu giếm điều gì. Nhưng bây giờ ba người đang là đối thủ, đương nhiên đàm ánh tuyết không muốn kể ra những suy đoán riêng của mình. Đàm ánh tuyết do dự chốc lát, chợt phun một câu, trong làng này có thứ gì đó, khiến cổ trùng của sư phụ cho tôi bị chết mất phân nửa biểu cảm của từ nhập vọng cứng đờ, Chu Gia Ngư nghe mà bàng hoàng. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho hai người đến đây thôi, hãy cẩn thận nhé. Đàm ánh tuyết thở dài, cô quay lưng bỏ đi, phất phất tay với bọn họ, tối nay gặp. Từ nhập vọng, không ổn rồi. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Linh cảm của cậu nhạy bén hơn từ nhập vọng, khi vừa vào làng là cả người cậu đã khó chịu kinh khủng. Ban nãy trò chuyện với trưởng làng, Cậu thậm chí còn có cảm giác bị dò xét, nhưng sau khi quan sát cẩn thận lại nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Từ Nhập vọng lên tiếng, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta phải xem xét tình hình cụ thể ở nghĩa trang mới có manh mối suy luận. Chu Gia Ngư đồng ý với đề nghị của Từ Nhập vọng. Cậu về nhà, ăn tạm vài thứ lót dạ rồi đặt lưng xuống chiếc giường lạnh cứng, cậu hỏi chim nhỏ sái bát nếu đây là một bộ phim kinh dị thì chắc tao là nhân vật chính đấy nhỉ sái bát đáp mấy cái khác tôi không nói nhưng mấy đứa hỏi câu này thường không phải là nhân vật chính chu gia ngư sái bát đừng sợ trong đầu anh có tôi cơ mà chu gia ngư rủa thầm trong lòng mày bớt đi tao vẫn chưa quên lần trước mày bảo nếu tao chết thì mày sẽ đi tìm ký chủ mới đâu Chu Gia Ngư trò chuyện câu được câu trăng với Sái Bát, vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thiếp đi. Mấy tiếng sau Chu Gia Ngư mới thức dậy, không biết là do giường gỗ quá cứng hay mấy hôm nay vận động quá nhiều, cả người cậu đều đau nhức, đặc biệt là hai cẳng chân. Bầu trời ngoài cửa sổ đã sầm tối, bây giờ là 6 giờ, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn của trường làng. Chu Gia Ngư rửa mặt qua loa, sau đó sang ngôi nhà bên cạnh gọi từ nhập vọng. Từ Nhập vọng hãy còn say giấc, bị tiếng gõ cửa của Chu Gia Ngư đánh thức, anh ta hỏi: "Đã 6 giờ rồi ư?" Chu Gia Ngư: "Ừm." "Từ Nhập vọng, ở ngoài có tiếng gì thế?" Hình như có người đang gõ lên mặt gỗ. "Chúng ta đi xem thử đi." Cả hai bước ra ngoài mới phát hiện mấy người đang tụ tập giữa sân làng, họ cầm chùy sắt gõ gõ đập đập lên cỗ quan tài đã đóng xong, hình như đang kiểm tra xem nó có chắc chắn không. Từ nhập vọng bông đùa, bọn họ lo lắng như vậy làm gì? Người chết đâu có bò dậy nổi. Nghe anh ta nói xong, Chu Gia Ngư lập tức nhớ tới quẻ đại hung mà Lâm Trục Thủy đã tính cho cậu. Khẽ đáp, ai biết được? Từ nhập vọng cũng không lên tiếng. Tiếp đó, toàn bộ người trong làng đều chung tay chuẩn bị cho tang lễ này. Bọn họ vẫn không sử dụng các thiết bị hiện đại, thậm chí còn dùng đuốc để chiếu sáng cả ngôi làng yên tĩnh một cách đáng sợ, dân làng lặng lẽ đi tới đi lui, gương mặt đờ đẫn vô hồn như tượng sáp. Chu Gia Ngư đứng bên cạnh nhìn, thậm chí còn có cảm giác những kẻ trước mặt không phải là người. Hình như từ nhập vọng cũng cùng chung ý kiến với Chu Gia Ngư, anh ta cau mày quan sát cảnh tượng trước mắt. Chẳng mấy chốc đã sắp 9 giờ, đàm ánh tuyết cũng đến, trong tay cầm hai chiếc áo màu trắng, mặc vào đi. Đây là cái gì? Chu Gia Ngư hỏi: Tham gia tang lễ phải mặc áo trắng, nếu cậu muốn đi thì nhanh mặc vào. Đàm Ánh Tuyết cũng khoác một chiếc áo trắng trên người. Chu Gia Ngư nhận lấy, do dự chốc lát rồi nghe theo lời Đàm Ánh Tuyết. Bộ áo này khá giống với áo phẫu thuật của bác sĩ, cứ tròng qua đầu là xong. Đi thôi, Đàm Ánh Tuyết nói, sắp bắt đầu rồi. Ba người chậm rãi đi theo đám đông. Đúng 9 giờ, thi thể của bà cụ được đưa ra, cẩn thận đặt vào quan tài. Chu Gia Ngư đứng xa nên chỉ trông thấy một cái bóng mơ hồ. Cậu phát hiện trưởng làng đã xuất hiện ngay bên cạnh, ông ta cầm một cái chuông đồng to bằng bàn tay, vừa chậm rãi bước vòng quanh quan tài vừa rung chuông, miệng lẩm bẩm những câu gì. Từ nhập vọng nghe được bèn lên tiếng, chật chật, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tụng kinh kim cương trong tang lễ đó. Chu Gia Ngư, kinh kim cương có gì đặc biệt à từ nhập vọng giải thích khi chôn cất người ta sẽ niệm chú vãng xanh còn kinh kim cương là để áp chế những thứ âm tà có nghĩa là loại kinh này sẽ tạo ra thương tổn rất lớn đối với linh hồn bình thường chẳng ai niệm kinh kim cương trong đám tang cả trường làng đọc kinh song bèn cao giọng nói đóng nắp quan nắp quan tài được khép lại sau đó mấy thanh niên trai tráng bước lên bắt đầu dùng búa đóng đinh một xích bảy thốn, theo đơn vị cổ, khoảng 35cm, vào quan tài. Chu Gia Ngư thấy bọn họ đóng hết đinh vào, chỉ trừ lại đầu đinh hình tròn trên nắp quan bèn cau mày nói, không đúng, tại sao bọn họ lại đóng hết đinh vào. Từ nhập vọng, tôi thấy bọn họ đang làm đám tang cho kẻ thù thì đúng hơn. Theo phong tục, người ta chỉ đóng một nửa đinh vào quan tài, vì nếu đóng hết sẽ giam giữ linh hồn người chết trong đó. Từ khi tang lễ bắt đầu, dân làng đã phạm phải vô số lỗi lớn lỗi nhỏ, nếu không phải cố ý thì thật là kỳ lạ. Nhưng bọn họ là người ngoài, không tiện xen vào tập tục mai táng của người ta. Sau khi đóng đinh quan tài, lại có bốn người trẻ khỏe nâng quan tài lên. Đoàn người từ từ di chuyển về nơi chôn cất. Từ nhập vọng cầm đuốc, cùng Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết đi ở gần cuối, phía sau còn có một ông cụ vừa đi vừa giải gạo xuống đất miệng lầm bầm gì đó. Đoàn người mặc áo trắng chậm rãi bước đi, họ ra khỏi làng, men theo đường núi chật hẹp đến khu nghĩa trang đang bị bóng tối bao phủ. Chu Gia Ngư hạ giọng hỏi Từ Nhập Vọng, anh có thấy cảnh này quen quen không? Từ Nhập Vọng chợt nhớ ra điều gì, trả lời, hôm đó chúng ta không nhìn thấy ma, mà là nhìn thấy người dân làng này. Hình như thế, Chu Gia Ngư lại nói, Đàm Ánh Tuyết không phải hôm qua cô đã đến đây rồi sao? Có nhìn thấy gì không? Đàm Ánh Tuyết cau mày lắc đầu, "Hôm qua tôi thật sự rất mệt mỏi, vừa tới nơi đã lăn ra ngủ một mạch đến sáng." Chu Gia Ngư, "Thế thì lạ thật." Ba người đang thì thầm trò chuyện, chợt nghe tiếng kèn sona vang lên, Chu Gia Ngư lắng nghe, nhận ra có cả tiếng hát của phụ nữ lần trước. Có điều người nọ hát bằng tiếng địa phương, bọn bọn không hiểu được. Theo đường núi khúc khuỷu, đoàn người cúi đầu, nhanh chân bước đi. Gió đêm thét gào lao vút qua rừng cây, nghe như tiếng ai đang than khóc. Màn đêm đã ập xuống, Chu Gia Ngư xác định được ngọn nguồn của cột khói đen chính là nghĩa trang. Theo tiếng hát, cột khói lại bắt đầu vặn vẹo, y như đang nhảy một vũ điệu quái dị trên nền nhạc đám ma. Cảm giác không thoải mái lại trào lên trong lòng cậu, Từ Nhập vọng thấy sắc mặt cậu không ổn bền khẽ hỏi: Cậu không sao chứ? Chu Gia Ngư, anh có cảm thấy gì không? Từ Nhập Vọng, cái gì? Có thứ gì khiến tôi khó chịu lắm. Từ Nhập Vọng nghe xong thì có vẻ lo lắng, nhưng bọn họ đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại quay về tay không? Vì vậy, anh đành động viên Chu Gia Ngư cố gắng một chút. Người xung quanh đều cúi đầu im lặng, trông như những cái xác không hồn chỉ biết tiến về phía trước. Họ cứ thế đi suốt một tiếng đồng hồ, Chu Gia Ngư đã quen với bầu không khí quái dị nơi này, thỉnh thoảng còn ngẩng lên quan sát xung quanh. Ngay khi cậu tưởng đoàn người sắp đến đích an toàn, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ai gào thét thảm thiết, tiếp đó là âm thanh rầm rầm vang dội. Chu Gia Ngư, Từ Nhập Vọng và Đàm Ánh Tuyết đều kinh ngạc, bởi vì đó là âm thanh quan tài đập xuống đất. Quan tài rơi xuống đất trước khi hạ huyệt là điểm cực xấu nên người khiêng thường rất cẩn thận. Nhưng nghe tiếng thét kia là biết người nọ đã gặp chuyện. Đám đông bắt đầu ồn ào rối loạn, Chu Gia Ngư nhìn thấy trong mắt dân làng tràn ngập sự sợ hãi. Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn đẩy bọn họ ra để tiến về phía trước, phát hiện một người đang ngã ngồi dưới đất và cỗ quan tài đang yên lặng nằm cạnh. Anh ta ôm chặt lấy chân mình gào thét. Chu Gia Ngư đưa đuốc lại gần mới phát hiện chân anh ta đầm đìa máu, nương theo vết máu còn thấy một cây đinh chôn ngược trên con đường họ vừa đi qua. Đa số người trong làng toàn đi giày cỏ, đang khiêng cỗ quan tài nặng như thế mà còn đạp phải đinh, không bị thương mới là lạ. Không sao cả, chỉ dẫm phải đinh thôi. Chu Gia Ngư nói. Chết rồi, chết rồi. Chất giọng khàn khàn của trường làng lại vang lên, xen lẫn nỗi sợ cùng cực, cây đinh. Cây đinh. Mới đầu Chu Gia Ngư chưa hiểu tại sao ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng từ nhập vọng theo sát bên cạnh chợt khom lưng, rút cây đinh lên. Cây đinh một xích bảy thốn, đầu đinh hình tròn. Một cây đinh đóng quan tài. Từ nhập vọng vừa định hỏi, trưởng làng đã thô lỗ giật cây đinh trên tay anh rồi nhét vào túi vải đeo bên hông mình. Mặt mày ông ta vặn vẹo, nói một chàng dài bằng tiếng địa phương. Đám Chu Gia Ngư tuy nghe không hiểu nhưng vẫn biết ông ta đang chửi thề, chỉ là không rõ đang chửi ai thôi. Biến cố bất ngờ khiến đoàn người loạn cào cào, dân làng ai nấy đều nghi ngờ lo sợ. Trường làng cắn răng, tiện tay chỉ vào một thanh niên khỏe mạnh khác, cậu lại đây khiêng tiếp. Anh ta có vẻ rất sợ hãi nhưng không dám cãi lời, bọn họ đang sửa lại dây thừng, chuẩn bị nhấc quan tài lên, Chu Gia Ngư chợt thẳng thốt nói, khoan đã mọi người có nghe thấy gì không từ nhập vọng hà vẻ mặt chu gia ngư khá nghiêm trọng hỏi lại anh anh không nghe thấy gì sao cái gì từ nhập vọng tưởng chu gia ngư nói xung quanh có âm thanh kỳ lạ ai dè sau khi giỏng tai nghe ngóng biểu cảm của anh ta cũng cứng đờ y hệt chu gia ngư cỗ quan tài cách bọn họ không xa đang phát ra tiếng sột soạt khi có khi không âm thanh này rất khẽ nhưng giữa màn đêm yên tĩnh lại vô cùng chói tai tiếng tiếng gì vậy đàm ánh tuyết can đảm như thế nhưng bây giờ cũng hơi sợ hãi chu gia ngư gượng gạo đáp giống giống như tiếng người nằm bên trong đang cào lên nóc quan tài cậu vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im bặt gió đêm rít gào cùng âm thanh soàn soạt kia khiến ai nấy đều dựng tóc gáy thế chu gia ngư lắp bắp thế bây giờ làm sao trưởng làng sầm mặt, cắn răng nói, tiếp tục khiêng. Mấy người phụ trách khiêng quan tài sợ lắm, nhưng trưởng làng cứ quát mãi nên đành phải nghe theo. Chu Gia Ngư thật sự rất muốn hỏi mọi người không kiểm tra thử à. Lỡ như bà cụ chưa chết thì sao? Đàm ánh tuyết dường như đọc được suy nghĩ của cậu, sượng sùng lên tiếng, bà ấy chết thật rồi, cổ trùng của tôi không có phản ứng gì cả. Chu Gia Ngư thanh âm quái gì ấy gần như khiến đoàn người phát điên, mấy người khiêng quan tài do quá sợ hãi nên chẳng thể nào nhấc quan tài lên nổi. Trường làng cứ la hét ầm ĩ, thậm chí còn định đánh bọn họ, nhưng cuối cùng chính ông ta cũng không còn cách nào khác, mở quan tài ra kiểm tra. Vẻ mặt của dân làng cũng không ổn lắm, hình như đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện này. Bảy cây đinh đóng trên nắp quan tài bị nại lên, dân làng run rẩy đưa tay đỡ nắp áo quan rồi hất mạnh để lộ thi thể quấn vải trắng bên trong mấy thanh niên đứng xung quanh kiểm tra nhưng chẳng tìm thấy gì âm thanh sột soạt kia vẫn kéo dài dòng tai lắng nghe tiếng động đó phát ra từ cái xác lần này ngay cả trưởng làng cũng tái mặt cũng may chu gia ngư đột nhiên bừng tỉnh vội hỏi dưới đáy quan tài có khoảng trống phải không trưởng làng đưa mắt nhìn cậu Chu Gia Ngư, thử nhấc lên kiểm tra bên dưới xem. Trường làng nghe vậy bèn quát, mau nhấc lên. Mấy anh trai làng chân tay đã bùn rùn cả, vất vả lắm mới nhấc nổi cỗ quan tài kia. Chu Gia Ngư nhìn xuống đất, phát hiện một con bò cạp đang chậm rãi bò ra, hiển nhiên nó chính là thủ phạm của âm thanh ban nãy. Không liên quan đến mấy chuyện ma quỷ. Mọi người trông thấy cảnh này bèn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng âm thầm tự hỏi, con bò cặp ấy chui vào dưới đáy quan từ khi nào? Trưởng làng luôn miệng chửi thề, lại bắt bọn họ đóng nắp quan lại. Nhưng hình như đêm nay làng Hắc Nham bị sao quả tạ chiếu đầu, có một cây đinh đóng mãi cũng không xuống. Từ Nhập vọng bèn cầm lên kiểm tra, lúc nại ra chắc đinh bị cong rồi. Có lẽ không dùng được nữa đâu. Trưởng làng giận lắm, muốn tìm cái tên ngu ngốc đã nhổ cây đinh này, nhưng lúc đó xung quanh vừa tối tăm vừa hỗn loạn bốn người ban nãy đã nại đinh đều hoang mang, làm sao nhớ nổi. Từ nhập vọng bất đắc dĩ nói, thế đóng sáu cây đinh thôi cũng được. Không được, không được đâu. Trường làng lẩm bẩm, sắc mặt não nề, chỉ sáu cây đinh sẽ gây ra đại hỏa. Đại hỏa. Ông ta đưa mắt nhìn quanh, trong óc chợt lóe lên điều gì, vội vàng lấy cây đinh trong túi vải bên hông ra. Lần này bọn họ đóng đinh rất thuận lợi, nắp quan tài được khép chặt, ai nấy đều có vẻ kiệt sức sau quãng thời gian kinh hoàng. Đi tiếp thôi, tai nạn liên tục xảy ra khiến bọn họ lỡ mất giờ tốt, trường làng vội vã thúc giục người khiêng. Chu Gia Ngư cũng cảm thấy tay chân sụi lơ, cậu nói, sau này tôi chết thì mọi người tuyệt đối đừng làm thế này nhé, cứ hỏa thiêu rồi tìm một nơi nào đó mà giải cho. Từ nhập vọng, không phải cậu nói muốn bỏ cho vào bình nhỏ hả? Chu Gia Ngư, dẹp đi, lỡ có ai đập nát cái bình thì không phải tôi càng thê thảm hơn sao từ nhập vọng cậu cân nhắc rất chu đáo cỗ quan tài lại tiếp tục di chuyển tất cả mọi người đều ý tưởng lớn gặp nhau âm thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra nữa nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ dân làng đã phát quang cây cỏ và trừ lại một mảnh đất trống trên đường núi khúc khuỷu chu gia ngư ngẩng đầu phát hiện đêm nay thật sự rất đẹp bầu trời lấp lánh những vì sao trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo gió lạnh ào tới chu ra ngư nhìn cột khói càng lúc càng gần cuối cùng đoàn người tiến đến ngay dưới chân đám sương đen kịt đích đến của bọn họ nằm ngay trước mắt ấy là một khu nghĩa trang được xây dựng rất chỉnh tề cơ man những ngôi mộ có lớn có nhỏ sắp xếp ngay ngắn phía trước là bia đá khắc tên người đã khuất người ta đã đào huyệt cho cụ bà xấu xố bị trượt ngã kia, nằm ngay bên tay phải lối vào. Không biết có phải là ảo giác của Chu Gia Ngư không, vừa đặt chân vào đây, cậu đã ngửi được mùi tanh thoang thoảng, nhưng mọi người xung quanh lại không có phản ứng gì. Gặp nhiều biến cố như vậy nhưng cuối cùng cũng tới nơi, dân làng coi như cũng an lòng. Trường làng cất giọng hô, hạ huyệt. Mấy thanh niên liền đưa quan tài đến gần huyệt, sau đó từ từ thả xuống. Nào ngờ ngay khi quan tài vừa chạm đáy, vách đất bên cạnh chợt trào ra một thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi. Trời quá tối nên không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng ba người Chu Gia Ngư lại chứng kiến rõ ràng. Mặt trưởng làng cũng tái mét nhưng ông ta vờ như không biết, chỉ ra lệnh lấp đất lại. Khi đám người tiến đến gần cầm sẻng xúc đất, đương nhiên họ cũng nhìn thấy chất lỏng màu đen đang tuôn trào. Mặt mày ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy, thậm chí còn có người không nhịn được phải chạy ra bìa rừng nôn mửa. Chu Gia Ngư quay sang nhìn Từ Nhập vọng, "Là máu ư?" Từ Nhập vọng đáp, "80%." Đàm Ánh Tuyết ngẫm nghĩ, "Đúng là máu, nhưng không phải máu người." Đám cổ trùng của cô rất mẫn cảm với mấy thứ này, chứng tỏ cô không hề đặt điều nói dối. Ít ra không phải là máu người, dân làng nghe thế thì có vẻ thoải mái hẳn từng sẻng bùn đất lấp lên quan tài, mãi tới khi đắp thành một gò đất nhỏ thì việc này mới được xem là hoàn thành. Bia đá phía trước nấm mồ dựng thẳng tắp, Chu Gia Ngư nhìn cái tên phía trên cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, trưởng làng châm một điếu thuốc, nói với Chu Gia Ngư, chỗ nào có bia đá nhưng không thấy gò đất chính là các ngôi mộ bị trộm, nếu mọi người muốn điều tra thì cứ qua đó xem thử. Chu Gia Ngư nhìn theo hướng ông ta chỉ, quả nhiên trông thấy mấy nấm mồ rất kỳ lạ, đất bị đào xới tứ tung để lộ quan tài nằm tròng chơ dưới huyệt. bọn họ đến gần một ngôi mộ, phát hiện nắp quan tài bật tung, thi thể bên trong đã biến mất. Mọi người phát hiện ra việc này từ khi nào? Chu Gia Ngư hỏi. Thái độ của trường làng đối với bọn họ cũng tốt hơn trước. Ông ta đáp, cũng không lâu lắm, mới nửa năm thôi. Chu Gia Ngư rủa thầm, nửa năm mà còn bảo là không lâu nếu mấy người chịu báo sớm, không chừng bây giờ đã phá án xong rồi. Đương nhiên cậu không dám nói câu này ra khỏi miệng, sợ bị cả làng súng lại hội đồng. Từ nhập vọng quan sát xung quanh Nghĩa Trang, có lẽ cũng đang suy nghĩ nếu chuyện này quả thật do con người gây ra, thì họ làm vậy với mục đích gì? Trường làng, mọi người cứ ở lại đây, chúng tôi về trước. Chu Gia Ngư, về hả? Trường làng gật gật đầu, còn vài nghi thức chưa làm xong phải tranh thủ trước khi trời sáng ông ta nhả khói dặn dò mấy người chu gia ngư rằng họ có thể kiểm tra xung quanh nhưng không được chạm vào mấy thứ đồ trong nghĩa trang đây là quy định của làng hắc nham nếu vi phạm quy định thì sao từ nhập vọng đột nhiên lên tiếng trường làng lập tức sầm mặt ông ta lạnh lùng đáp chỗ các người đang đứng là nơi an nghỉ của kẻ đã vi phạm quy tắc đấy nói đoạn Ông ta lập tức quay lưng bỏ đi. Từ nhập vọng khẽ rủa, phí lời, dù không vi phạm thì ai mà chả an nghỉ ở đây. Thừa sinh thời dù quang vinh đến đâu, trăm năm sau cũng chỉ còn là cát bụi. Đám người lần lượt trở về làng, để lại ba người bọn họ nơi nghĩa trang lạnh giá. Đàm Ánh Tuyết thở dài, tôi chẳng tìm thấy manh mối nào cả. Còn mọi người thì sao? Từ nhập vọng, ha ha, có cũng không nói cho cô biết đàm ánh tuyết chu gia ngư quan sát xung quanh chúng ta quay lại ngôi mộ ban nãy đi từ nhập vọng ngạc nhiên để làm gì tôi muốn kiểm tra đất ở nơi đó vậy nên ba người lại quay trở về địa điểm ban nãy chu gia ngư cúi xuống vốc một nắm đất đưa lên mũi người ở đây cũng có máu theo mọi người thì nguyên nhân xuất phát từ đâu từ nhập vọng oán khí quá nặng cũng không phải vẫn chưa chôn cất mà vách huyệt đã ướt rồi. Đàm ánh tuyết cau mày, nghi thức chôn cất của bọn họ thật kỳ lạ, chỗ nào cũng có điểm đáng ngờ. Tang lễ ở đây rất khác biệt với các tang lễ thông thường, chứng tỏ dân làng Hắc Nham rất coi trọng sự kiện này, nhưng phong tục mai táng của làng chỉ khiến người ta cảm thấy bọn họ rất sợ chết chứ chẳng mảy may thương tiếc người đã khuất. Cô nói đúng, Chu gia ngư đáp, dọc đường không hề có tiếng than khóc cậu thậm chí nghi ngờ rằng bà cụ không có người thân trong làng. Ba người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nghĩa Trang cũng không có nhiều manh mối, Chu Gia Ngư kiểm tra mấy ngôi mộ bị trộm, có lẽ thông tin trên bia đá quá ít nên cậu không phát hiện được điểm chung nào giữa bọn họ. Từ nhập vọng và đàm ánh tuyết cũng giơ tay đầu hàng, cuối cùng khi trời hừng sáng, ba người quyết định quay về làng. Lúc xuất phát, Do phải đi cùng đoàn người khiêng quan tài nên tốc độ bọn họ rất chậm, 9 giờ lên đường mà phải 12 giờ mới tới nơi. Nhưng lúc xuống núi thì lại nhanh hơn, khoảng một tiếng sau là cả ba đã về đến cổng làng. Đám chu gia ngư vừa bước vào thì bỗng chạm mặt với hai thí sinh còn lại, trong bộ dạng nhếch nhác của họ thì có lẽ đã gặp phải không ít phiền phức. Ôi chao, mọi người đến đây từ bao giờ thế? Cậu trai da trắng nói giọng vùng xuyên du, lên tiếng xuyên du tức khu vực bao gồm tứ xuyên và trùng khánh xuyên lấy từ tứ xuyên còn du là tên gọi tắt của trùng khánh chúng tôi mới đến đây từ hôm qua thôi còn đàm ánh tuyết là hôm kia chu gia ngư nói hai người lỡ mất tang lễ rồi cậu định bảo là xui quá nhưng ngẫm lại thì đi đưa tang có gì mà may mắn thế hả cảm ơn nhé tôi biết anh tên là chu gia ngư Tên của tôi là Du Tiểu Diện. Mì sợi nhỏ trùng khánh. Chu Gia Ngư, Tiểu Diện. Du Tiểu Diện đáp, đúng vậy. Chu Gia Ngư, tên rất hay, nghe cũng ngon nữa. Du Tiểu Diện, vậy bọn tôi đi cất hành lý trước nhé, tạm biệt. Thấy Chu Gia Ngư vẫn mải nhìn theo Du Tiểu Diện, từ nhập vọng đứng bên cạnh nói sỏ, làm sao, đây là gu của cậu Hà. Chu Gia Ngư liếc anh ta, Cậu ta có phải gu của tôi không thì không biết, nhưng anh chắc chắn không phải là gu của tôi. Từ nhập vọng tỏ vẻ oan ức, sao cậu lại ghét tôi, tôi thích cậu như vậy mà. Chu gia ngư đáp, anh bị chọc, mãi vẫn không tiến bộ, tôi rất thất vọng về anh. Từ nhập vọng, đàm ánh tuyết nghe xong thì cười phá lên, còn bảo hai người vui tính quá. Có lẽ cô nàng thật sự tưởng rằng cả hai đang đùa giỡn, không hề hay biết chu gia ngư và từ nhập vọng đang nghiêm túc thảo luận chuyện nhân sinh cuối cùng từ nhập vọng mất mát bỏ đi chu gia ngư dõi theo bóng lưng của anh chợt cất tiếng gọi từ nhập vọng từ nhập vọng mừng rỡ quay lại chu gia ngư nói đầu của anh đang phản quang thật kìa từ nhập vọng đệt kìa cái quần què chứ kìa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn